Thiện mến chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là những hình ảnh vợ Thiện đang bán khoai lang ở ngoài chợ. Đây là chợ quê. Thì hôm nay hai vợ chồng Thiện ra ngoài chợ quê này bán khoai lang. Thì ngày hôm nay Thiện quay phim lúc mà vợ Thiện bán khoai lang ở ngoài chợ, được em trai Lý Đức quay phim lại, đăng lên trên kênh Làm Dâu Miền Tây. Đó, thì đây hôm nay một trong những hình ảnh quay phim bán khoai lang ở ngoài chợ, Thiện đăng trước lên trên kênh YouTube Cuộc Sống Quê Miền Tây. Rất mong cô chú bác anh chị xem ủng hộ hai vợ chồng trên cái kênh YouTube thứ hai, kênh mới là kênh Làm Dâu Miền Tây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ hai vợ chồng Thiện nha. Xin cảm ơn rất là nhiều.
Thiện mến chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là những hình ảnh vợ Thiện đang bán khoai lang ở ngoài chợ. Đây là chợ quê. Thì hôm nay hai vợ chồng Thiện ra ngoài chợ quê này bán khoai lang. Thì ngày hôm nay Thiện quay phim lúc mà vợ Thiện bán khoai lang ở ngoài chợ, được em trai Lý Đức quay phim lại đăng lên trên kênh Làm Dâu Miền Tây. Đó thì đây hôm nay một trong những hình ảnh quay phim bán khoai lang ở ngoài chợ, Thiện đăng trước lên trên kênh YouTube Cuộc Sống Quê Miền Tây. Rất mong cô chú bác anh chị xem ủng hộ hai vợ chồng trên cái kênh YouTube thứ hai, kênh mới là kênh Làm Dâu Miền Tây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ hai vợ chồng Thiện nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ rồi. Vì đầy kinh giang hả gì? Thank you.
Ôi môi này ngọt rồi hả con? Ngọt ngay à? Dạ. Này, này ở nhà trồng hả? Dạ. Rồi, rồi xài cái nhiêu? À 10.000 hả? Rồi ôi môi. Môi bán chỉ 20.000. Lấy vài trái đi ăn đi. Không có đâu, cân cho con 2 kg đi rồi con trả tiền. Trời ơi bán có lời gì đó mà kêu lấy nữa. Lựa giùm con lấy trái nào chín chín á. Chín tay không nè con. Dạ dạ. Thấy thương quá à. Dạ. Trái nào chín là được. Còn cái sống thì cái sống ăn cá kho. Ăn cá kho. Đây trái này được rồi. Trái này như chín nè. 2 kg thôi nghe. Ồ hay quá ta. Thôi thôi được con. Dạ không có sao đâu mà. Mua còn cho thêm nữa hả? Bà cô ăn khoai lang không? Khoai lang ha. Đẳng còn có khoai lang kìa. Cho một bọc khoai lang. Khoai lang nhà. Cũng ăn không chê đó con ơi. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn. Mình bây giờ không biết bán gì đâu con ơi. Con người bán không người mua ít nha. Vậy hả? Thôi giờ con mua hết cái xài đi cho cô về sớm ha. Cân bọc nó đi rồi gửi 50.000 về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ba ký với 2 kg là 5 kg. Rồi con gửi 50.000 nha. Rồi lấy 40 con gửi 50. Lấy 50 mới được. Dạ. Cái này thử coi ngọt lắm nha. Con gửi cô 20.000. Cô mua trà gì đó cho chú ở nhà. Dạ. Dạ dạ. Ăn cho mạnh khỏe nha. Cha mẹ con cháu mình không cho giàu có. Dạ dạ. Dạ dạ, con cảm ơn con. Tại có nhà lầu xa hơi ở luôn. Dạ. Con dạ. Giỏi có bệnh hoạn được rồi. Dạ. Rồi làm sao con cầm hết? Để đi con tí xíu con cầm. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi mai có lợi nữa không? Có đem lợi nữa, không có nghỉ. Dạ. Để đem lợi nữa. Cô tên gì? Tên Út Bảnh. Ở ấp nào? Ấp An Minh mình đó. Út Bảnh hả? Dạ, ấp An Minh. Hai ông bà nè, cái này cũng là gớt không nè, chín mùi. Cái này ổng ở nhà ổng khỏe. Dạ. Đợi ba. Dạ. Dạ. Mua nước đó, rồi mua cháo gì ăn con. Là hai ông bà đó. Thấy người bán không, thấy người mua. Chút xíu người ta mua hết à? Cái này lạ nè. Rồi tới bánh. Bán cho em 3 bọc này đấy chị. Cái này buổi trưa uống được lắm. Này uống mát. Dạ. Còn cái này gì đây? Này mũ gòn với mũ trong biển rồi đó. À. Mình cũng 5.000 hả? Dạ. Thấy không? Cái
bịch luôn, lấy nàng 15 ngàn. Thôi vậy lấy đó 2 bịch, lấy nàng bịch đi. Để coi mua gì nữa. Hải bao. Dạ. Hải học bé. Không không, cái này nè. Dạ dạ đúng. Con ăn nè, ăn ăn bùi. Bọc này nhiêu? Này 10 ngàn. À. Rồi lấy bọc nữa đi. Là 25 ngàn ha. Ở đây ha, bác lấy đi ha. À, lấy luôn, lấy luôn. Cái đó mấy bò nướng. Dạ, yeah, cảm ơn. Làm ơn không hả chị? Con nước ra đi. À. Dạ. Có bánh bánh bò đó cũng là loại mì nướng mà mấy thầy làm ơn không à? Dạ. Cái nước đó mình có loại nướng. Con tặng cô một bịch bánh nè. Có em. Được rồi, nè. Phải có duyên. Dạ. Con sống 120 tuổi nha. Dạ dạ. Dạ dạ vậy đó. Dạ. Bà cũng vậy. Dạ dạ. Dạ. Con mấy đứa rồi? Con chưa có. Chưa có vợ hả? Có vợ rồi mà chưa có con. Dạ. Nằm nữa, nằm nữa đi. Trai con nữa, trai con nữa. Dạ. Dạ. Con đó ha. Dạ. Bán cho 2 bọc chè đó chị. 10 ngàn ha. Đây gửi chị. Ê, nào, nào. Chiều nè. Bánh không?